Sáng mùa 1 tháng 6, tạp chí Forbes đã chính thức công bố danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Nhật Bản năm 2022. Theo đó, giá năng lượng và hàng hóa tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine đã làm tiêu tan hy vọng phục hồi nền kinh tế của Nhật Bản. Kể từ lần cuối, các chuyên gia Forbes đo lường vào tháng 4 năm 2021, giá trị đồng yên hiện đã giảm xuống khoảng 17% so với đồng đô la Mỹ cuộc khủng hoảng kéo dài lây lan sang cả thị trường chứng khoán, với chỉ số chứng khoán Nikkei 225 chuẩn giảm 12% trong cùng khoảng thời gian. Do đó, 50 tỷ phú giàu nhất Nhật Bản đã chứng kiến tổng giá trị tài sản dòng giảm xuống đáng kể, hiện chỉ còn khoảng là 170 tỷ đô la Mỹ. Nhìn chung, giá trị tài sản dòng của 38 thành viên trong danh sách 50 người này đã giảm so với một năm trước. Trong đó, nhà bán lẻ quần áo Tadashi Yanai người giàu thứ hai và năm ngoái đã giành lại danh hiệu giàu thứ nhất của xứ sở Hoa Anh Đào. Mặc dù giá trị khối tài sản dòng của ông đã giảm 44% xuống còn 23,6 tỷ đô la Mỹ. Doanh số bán hàng ở thị trường nội địa cũng như ở Trung Quốc đã sụt giảm, ảnh hưởng đến cổ phiếu của Fast Retailing, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng Uniqlo. Takemitsu Takijaki người sáng lập hãng sản xuất cảm biến KNC, lần đầu tiên leo lên vị trí thứ hai khi nắm giữ khối tài sản dòng trị giá 21,6 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù con số này cũng đã giảm tới 4,2 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước. Năm ngoái, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn SoftBank Masayoshi Son đã đạt được thành công lớn nhất trong số những tỷ phú giàu nhất Nhật Bản. Năm nay, giá trị tài sản dòng của ông đã giảm xuống hơn một nửa, chỉ còn là 21,1 tỷ đô la Mỹ qua đó trượt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh các nhà đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu kể từ đầu năm, hai quỹ tầm nhìn của SoftBank đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục 27 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2021, kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2022. Bên cạnh ông chủ SoftBank, hàng chục tỷ phú khác cũng chứng kiến giá trị tài sản dòng của họ giảm ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ so với năm trước. Bất chấp những khó khăn, có 6 người mới đã vượt qua để có lần đầu tiên góp mặt trong danh sách này. Họ bao gồm nhà khoa học trở thành doanh nhân Keiichi Shibahara, người đã thành lập Amvis Holding để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Gia đình Sekia có công ty Disco chế tạo thiết bị xử lý chất bán dẫn. Yoshiaki Yoshida là nhà sáng lập thương hiệu làm đẹp Nhật Bản DHC và bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm vào năm 1980 bằng cách sử dụng ô lưu hữu cơ. Và Hachiro Hondo, chủ tịch Itoen, nhà sản xuất và đóng hộp và đóng chai. Ngoài ra, có ba người đã trở lại danh sách 50 tỷ phú giàu nhất Nhật Bản sau khi rớt hạng trong năm 2021, bao gồm ông trùm ngành game Yoshikazu Takana, người sáng lập và là giám đốc điều hành của GRI, đã có được sức hút từ việc ra mắt hai tựa game mới trong số các tỷ phú hàng đầu Nhật Bản năm 2022, số lượng người làm việc trong ngành thời trang và bán lẻ chiếm đa số 14 người. Ngoài ra các tỷ phú Nhật Bản còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, đầu tư và tài chính, logistics, truyền thông và giải trí, công nghệ, F&B, viễn thông.